Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị các bạn một chiếc Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc năm 2014 màu trắng sứ. Đây là màu trắng sứ cho một chiếc Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc năm 2012, động cơ 1.4 số tự động. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 405 triệu đồng. 405 triệu đồng cho một chiếc Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc năm 2012, số tự động, động cơ 1.4, tiêu thụ nhiên liệu khoảng độ tầm 6 lít rưỡi xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Thì chiếc xe này là một sự lựa chọn cho quý vị có nhu cầu sử dụng gia đình, thậm chí là quý vị có nhu cầu sử dụng chạy dịch vụ cũng ok, bởi vì xăng ăn không đáng bao nhiêu, chỉ có 6 lít, khoảng độ tầm 6 lít rưỡi xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Và chiếc xe này đi bền bỉ, xe nhập khẩu gầm bệ chắc chắn, xe đi bền bỉ không hỏng vặt, một dòng xe được ưa chuộng tại Việt Nam và rất nhiều nước trên thế giới. Chiếc xe này xuất đi tất cả các nước và xe này được sản xuất tại Hàn Quốc, nó được ưa chuộng tại nhiều thị trường, không riêng gì Việt Nam, bởi vì nó đi bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, không hỏng vặt, một dòng xe hạng trung, một dòng xe có mức giá hạng trung với đầy đủ các tính năng, xe đi không hỏng vặt, không hỏng sửa, không sửa chữa rất là dễ. Và xe đi, đặc biệt là đi, cái cảm nhận khi của người lái xe là rất là tuyệt vời. Thì đây là thân vỏ cũng như là nội thất của chiếc xe. Thì mình xin giới thiệu quý vị, xin nhắc lại là chiếc xe này động cơ là 1.4 AT, tiêu thụ khoảng độ tầm 6 lít rưỡi xăng trên 100 km đường hỗn hợp. Chiếc xe này là nhập khẩu nguyên chiếc năm 2012. Cái dòng xe này thì nó khác với cả dòng xe Hyundai Accent mà sản xuất tại Việt Nam. Nó cũng là tên là Hyundai Accent nhưng mà dòng xe sản xuất tại Việt Nam thì nó không thể sánh được với dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc này rồi. Chắc chắn một điều như thế, tỷ lệ nội địa hóa cao. Tỷ lệ nội địa hóa cao thì đồng nghĩa với việc giá thành sẽ thấp, nhưng mà về chất lượng thì cũng không thể nào so sánh được với dòng xe nhập khẩu này. Đấy là mình chắc chắn luôn, khẳng định luôn với quý vị, xe nhập khẩu bao giờ đi nó cũng có một cái đặc trưng riêng của nó là chắc chắn hơn. Bởi vì khi mà xe sản xuất tại Việt Nam thì nó có tỷ lệ nội địa hóa rất là cao, từ bu lông, ốc vít và tất cả những cái gì Việt Nam làm được, và Việt Nam nhập được từ Trung Quốc hoặc là Việt Nam làm được thì sẽ được lắp lên. Còn đây là chiếc xe toàn bộ đều là được sản xuất tại Hàn Quốc và được lắp ráp nguyên chiếc từ Hàn Quốc, xe được nhập khẩu nguyên chiếc về, cho nên là cái đấy thì những quý vị nào hiểu biết về xe thì quý vị cũng thừa hiểu rằng là xe nhập tại sao nó giá thành đắt hơn xe Việt Nam nhưng mà vẫn được ưa chuộng, bởi vì là cái chất lượng của nó cao hơn. Chiếc xe này đây, quý vị có nhìn thấy thân vỏ của chiếc xe rồi. Bây giờ đây quý vị, mình xin giới thiệu cái táp lô của nó. Đây là táp lô, mặt táp lô, mặt táp lô thì rất đẹp. Rồi táp ly, đây táp ly, đây bốn cái táp ly đây, quý vị có thể nhìn đấy, xe màu trắng rất đẹp. Hồ sơ cầm tay nhé quý vị nhé, chiếc xe này đã rút hồ sơ cầm tay, chỉ vào tên trong một buổi là có, quý vị đã có xe tên chính chủ rồi, hồ sơ cầm tay rồi quý vị nhé. Đây táp ly đây, rồi ghế da đây, ghế da nguyên bản quý vị nhé, ghế da nguyên bản, ghế da nguyên bản của đây, vô lăng cần số đây, đây mặt vô lăng đây, quý vị nhìn thấy mặt vô lăng rất đẹp, cần số đây, đây ghế da đằng trước, ghế da đằng sau, xe quá đẹp luôn. Còn tính năng của nó gồm có những gì? Được trang bị gương kính chỉnh điện, đây gương kính chỉnh điện này, vô lăng tích hợp bàn phím, điều hòa, đây màn hình camera lùi, túi khí, đấy là cái bên trong, số tự động. Rồi là xe nhập khẩu nguyên chiếc năm 2012 này, nhập khẩu nguyên chiếc, 4 la răng đúc và phanh ABS, đây la răng đúc, phanh ABS, xe quá đẹp. Bây giờ mình xin đây, quý vị có thể nhìn thấy đây. Bây giờ quý vị hãy cùng mình kiểm tra về mặt kỹ thuật của chiếc xe. Đây là về tất cả cái
mình quay nội thất và ngoại thất cho các quý vị xem rồi, sơn vỏ và nội thất rồi, rất là đẹp luôn. Bây giờ quý vị hãy cùng mình kiểm tra về chất liệu của chiếc xe. Thì đây keo chỉ của xe đây, chất của chiếc xe thì nó nằm ở keo chỉ, để quý vị có thể nhìn thấy keo chỉ. Keo chỉ còn nguyên nhá, cánh bên phụ còn nguyên keo chỉ, không mất phân keo chỉ nào ở cánh bên phụ. Bây giờ tiếp tục là đến cánh đằng sau bên phụ. Cánh sau bên phụ đây, chỉ đây, chỉ cánh sau bên phụ đây cũng còn nguyên, cũng không mất phân chỉ nào. Quý vị có thể nhìn không mất phân chỉ nào cả. Về phần cốp, về phần cốp đít đây, đinh tán, cái phần đinh tán này còn nguyên, đinh tán bên này cũng còn nguyên, keo của nhà máy đây, keo của nhà máy đây còn nguyên quý vị nhé, keo đây, keo đây, keo nhà máy còn nguyên, đấy bên này keo nhà máy đây cũng còn nguyên keo nhà máy đây, chỉ của cốp đây, quý vị nhìn thấy chỉ cốp đây, chỉ cốp đây còn nguyên quý vị nhé, chỉ cốp còn nguyên. Còn về phần cốp đây, quý vị nhìn thấy phần cốp đây sáng bóng luôn, không có han gì mục mọt gì cả, và cũng không có bọt móp méo bẹp biết gì cả. Nên là phần đít xe, là phần đuôi xe là còn nguyên, bên cánh bên phụ mình vừa kiểm tra rồi cũng còn nguyên. Đây là răng với cả kích lốp đầy đủ đây. Về phần cánh sau bên lái, chỉ cánh sau bên lái đây ạ, chỉ của cánh sau bên lái đây còn nguyên quý vị nhé, chỉ cánh sau bên lái cũng còn nguyên, chỉ cánh lái đây, đây là chỉ cánh lái, chỉ cánh lái cũng còn nguyên. Xe này là mình đã trực tiếp kiểm tra rồi, khi mua là mình đã trực tiếp kiểm tra rồi, rất là ok. Tức là đây, ốc ác đây quý vị nhìn đây, chưa mở mất, chưa mở biết gì cả. Đấy là cái, tức là bốn cánh, chỉ bốn cánh và đít xe còn nguyên. Bây giờ quý vị hãy cùng mình kiểm tra về phần đầu chiếc xe. Bốn cánh nhá, nguyên chỉ. Cabo cốp đít nguyên chỉ, nguyên đinh tán, không có mục mọt gì và cũng không có bầm dập gì cả. Còn đây là phần khoang máy chiếc xe. Khoang máy chiếc xe thì khá là sạch sẽ. Đây quý vị có thể nhìn thấy khoang máy khá là sạch sẽ. Máy zin quý vị nhé, máy zin ạ, ốc máy đây chưa mở nhé quý vị nhé, ốc chân máy đây, đây là ốc chân máy quý vị nhìn thấy chưa, ốc chân máy còn nguyên chưa mở, ốc bảy màu còn nguyên vết sơn, đấy ốc chân máy còn nguyên chưa hạ máy, hai sản xuất và nhập khẩu năm 2012. Đây quý vị nhìn thấy ốc zin từng con ốc nhé, máy số zin từng con ốc, máy số zin đấy, là chiếc xe này là máy số zin đấy nhé quý vị nhé, rất là sạch sẽ, quý vị nhìn đây rất là sạch sẽ luôn. Chỉ cabo đây, ốc cabo còn nguyên quý vị nhé, chỉ có vết bụi bẩn thôi. Đây chỉ cabo đây, chỉ cabo còn nguyên hết, đây chỉ cabo còn nguyên hết. Quý vị có thể nhìn thấy chỉ cabo còn nguyên, ốc cabo đây, ốc cabo còn nguyên chưa mở. Đấy. Máy số zin, máy số zin từng con ốc. Thế giờ đấy là về cái nội dung kiểm tra kỹ thuật của xe, tức là về phần kiểm tra về phần tai nạn cũng như là kiểm tra về phần khoang máy, xem xe không tai nạn, không ngập nước, máy số zin, keo chỉ zin. Keo chỉ zin, máy số zin, đó là về cái xe này không mất một phân keo chỉ nào luôn và máy vẫn còn nguyên zin. Bây giờ quý vị hãy cùng mình chạy thử chiếc xe này, trải nghiệm xem nó ra làm sao. Thì đây, về nội thất chiếc xe quý vị có thể xem thêm về nội thất đây. Táp ly, táp lô rất đẹp, ghế da nguyên bản, ghế da còn nguyên bản hết, ghế da còn rất đẹp. Đây ạ, ghế ga còn rất đẹp nữa. Chiếc xe này như quý vị nhìn thấy đây,
Thông số kỹ thuật của xe đây ạ. Xe là chạy 8.2 vạn. DOD 8.2 vạn, xe sản xuất và nhập khẩu năm 2012. Tức là 1 năm chạy hơn 1 vạn. Năm nay 2019. Xe chạy hơn 1 vạn. 1 năm 7 vạn 7 năm rồi. 7 năm mà bây giờ 8.2 vạn, 1 năm chỉ có chạy vạn 1. Đấy là đấy. Xe đi khá ít. Đấy là đồng hồ xịn luôn. Thế bây giờ quý vị hãy cùng mình trải nghiệm chiếc xe này. Ok, máy nổ rất ok quý vị nhé. Máy nổ rất êm. Được trang bị màn hình camera lùi rồi. Máy nổ rất êm luôn. Ok, mình đã khởi động và đề ba xe. Động cơ eco quý vị nhé. Xe này được trang bị động cơ eco, đi rất là tiết kiệm nhiên liệu. Máy eco thì đi nó được cái là bền bỉ hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, bảo vệ môi trường hơn. Đấy, gầm bệ chỉ có tiếng lốp thôi quý vị nhé. Cái đường bê tông này rất là xấu, chỉ có tiếng lốp thôi. Lái rất nhẹ quý vị ạ. Lái cực nhẹ luôn. Lái nhẹ này, gầm bệ chắc chắn, chỉ có tiếng lốp thôi. Máy êm, số chuyển đều. Đấy, mình đã đề ba và số đã chuyển. Số chuyển rất êm luôn. Khi chuyển số thì không bị lắc giật gì cả. Và mình khi chuyển số thì gần như là mình không phát hiện ra là chuyển số luôn. Chỉ có thế có kim vòng tua nó chuyển xuống thôi. Và chỉ có tiếng lốp vọng lên thôi, không có tiếng gầm biết gì cả. Chiếc xe này hiện nay mình đang chào bán với giá là 405 triệu đồng tại Dũng Audi ô tô Phú Hải Dương. Quý vị xin vui lòng liên hệ trực tiếp cho Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966 ạ. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì xin vui lòng bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh thì nó sẽ hiện lên quả chuông. Thì quý vị hãy bấm vào quả chuông để cho có trên cái quả chuông nó hiện lên hai cái dâu. Thì quý vị sẽ là người đầu tiên và nhanh nhất nhận được thông báo mỗi lần mình live stream báo giá trực tiếp, hoặc là mỗi lần mình quay video clip về một chiếc xe mới về. Mình quay video clip một chiếc xe thì mình quay rất là chi tiết luôn. Mình quay rất chi tiết về một chiếc xe mới về thì mình quay chi tiết từ thông số kỹ thuật, cho nên là thân vỏ chiếc xe, rồi là máy móc, rồi keo chỉ, mà là mình sẽ tả luôn cho quý vị. Quý vị sẽ biết ngay được chất lượng chiếc xe là như thế nào. Mình đối với mình kiểm tra cùng với quý vị trên video thì quý vị sẽ biết luôn là chất lượng chiếc xe đấy nó như thế nào. Đây quý vị nhìn thấy đường này, đường toàn ổ voi, ổ trâu, ổ gà thôi. Nhưng mà đi rất là êm, chỉ có tiếng lốp thôi. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì xin vui lòng bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh để nhận được thông báo và nhận được cập nhật thường xuyên tại kênh của Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương. Thế còn quý vị nào mà muốn tư vấn hay là cần hỏi chi tiết hơn thì xin vui lòng alo qua số điện thoại 0855 966 966. Dũng Audi rất hân hạnh được tư vấn cho quý khách hàng, được trả lời mọi cái thắc mắc, giải đáp mọi cái yêu cầu của quý vị khách hàng qua số điện thoại 0855 966 966. Qua đây Dũng Audi cũng xin trân trọng tri ân, cảm ơn những quý khách hàng đã mua xe của Dũng Audi, những quý khách hàng đang theo dõi kênh của Dũng Audi, để cho Dũng Audi ngày ngày up những video clip, làm những cái video về chiếc xe nhà mình đang bán, cũng như là live stream báo giá cho quý vị. Xin trân trọng quý vị, cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo. Dũng Audi ô tô của Hải Dương, số điện thoại 0855 966 966. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.